chiêng đã chiếu xuân trần, mở ra chân đạo thiên tâm cô đời. Hay là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra, đây là chân đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quang Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chân không thêm đạo nào, thế gian này lắm lao đâu, ta giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, và Phật thế gian chìm đắm vô minh. Cho nên Thượng Đế ra hoài mở ra thiên tâm đạo này chứ mà. Vậy thì hai từ nghe ta, từ nay làm giao chữ phải oai phong. Đã chiếu xuân trần, mở ra chân đạo thiên tâm cứu người. Hay là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra, đây là chân đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quang Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chân không thêm đạo nào, thế gian này lầm lao đâu, ta giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, và Phật thế gian chìm đắm vô mê. Cho nên Thượng Đế ra oai mở ra thiên tâm đạo này chứ mà. Vậy thì hai từ nghe ta, từ nay làm giao chữ phải oai phong. Thái trời không mê theo sát phàm trần, thu sao cho sớm với an thương. Rồi.